trần gia phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố houston texas trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có một cái đề tài để chúng ta cùng nhau thảo luận đặc biệt là đề cập tới những vấn đề mà quý vị đang quan tâm cảm ơn tất cả các khán giả rất nhiều và quý vị trong ngày hôm qua tôi có loan tin cho quý vị là bà dân biểu à, Majority Green đã kêu gọi à, ông chủ tịch hạ viện là phải thành lập một cái tân quỹ ban đặc trách điều tra lại cái quỹ ban xấu tây tháng 1 à, tin ngày hôm qua tôi có đưa ra và sau khi bà đưa ra điều này thì uh, ngay lập tức bộ trưởng tư pháp của tiểu bang West Virginia cũng đòi hỏi là phải đi tới tận cùng của cái uh, biến cố ngày 6 tây tháng 1 để biết những chuyện gì xảy ra và điều này sẽ mang tới một cái mà tôi đã nói trong ngày hôm qua, quý vị karma tức là nhân quả và tại sao tôi nói như vậy là bởi vì lần này sẽ có nhiều cái hướng khác nhau để có thể uh, chúng ta có thể biết được và kể cả mặt trận pháp lý, kể cả mặt trận dư luận, chúng ta sẽ có được tất cả những cái diễn biến rất hay sau khi 44.000 giờ của cái uh, biến cố ngày 6 tây tháng 1 đã được chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson đưa ra. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi. Rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem và chuyện này sẽ mang tới những điều gì và có thể xảy ra hay không. Ok quý vị, đầu tiên là dân biểu Green đã kêu gọi à, chủ tịch Hạ viện là phải thành lập một cái tân quỹ ban ngày 6 tây tháng 1. Bà dân biểu mà Majority Tyler Green của Đảng Cộng hòa tại và ở tại Georgia đã lên tiếng kêu gọi chủ tịch của Hạ viện là Mike Johnson là phải ta, à thành lập một cái tân ủy ban, tì, tân tiểu quỹ ban ngày 6 tây tháng 1 để điều tra đại dân chủ những người đã ta đã, đã cố tình đã, đã tạo ra cái quỹ ban này trong cái lần đầu tiên bà Green đã đưa ra một cái lời tỉnh nguyện 3 ngày sau khi mà ông Johnson loan báo về 44.000 giờ của các cái đoạn video trong ngày 6 tây tháng 1 năm 2021 tại điện Capitol và bà bà Green cho rằng việc công bố này chưa đầy đủ vẫn chưa đủ cần phải có cuộc điều tra và trách nhiệm cho tất cả những sự dối trá và à, phá hủy sinh mạng của người khác. Và Green The Post ở trên cái trang platform X và trong đó trên 1.100 người đã bị truy tố à, về cái vai trò của họ trong ngày 6 tây tháng 1 tại điện Capitol. và cái ủy ban nguyên thủy này được thành lập bởi à, bà Bernie Thompson là đảng dân chủ của Michigan và sau đó thì à, hai thành viên của đảng cộng hòa trong đây là bà Lee Cheney là phó chủ tịch à, và trong cái ủy ban này trước đây là gồm có 7 thành viên của đảng dân chủ, hai thành viên của đảng cộng hòa và mỗi uh, mỗi thành viên đều uh, của ngày 6 cái ủy ban ngày 6 tháng 1 Nancy Pelosi, FBI, Bộ Tư pháp và cảnh sát ở DC, cảnh sát của thủ đô và kể cả các nhân chứng ngày 6 tháng 1 đã dối trá họ cần phải được tống trác bà Green đã viết như trên và tiểu ủy ban công bố về cái gọi là uh, một cái kết luận của họ là về cái tội hình sự năm 2022 vào tháng 12 trong đó là họ đã đề nghị bộ tư pháp điều tra ông Trump về tội gọi là nổi loạn âm mưu gọi là có cái hành động dối trá Hoa Kỳ và âm mưu đưa ra những cái những cái tách giả tạo và cản trở các cái tiến trình của giới chức và trong đó ông đang đối diện với cái án xét xử của ông vào tại Washington DC trong cái việc mà nói là ông lật đổ kết quả bầu cử năm 2020 Bà Green đã đưa ra lời kêu gọi hai ngày sau khi mà ông thượng nghị sĩ Mark Lee đã kêu gọi điều tra về cái tiểu quý ban ngày 6 tháng 1, mà ông nói rằng đã có những cái sự che giấu tất cả những bằng chứng và đã công mà đã muốn rằng cái, cái cái những cái video của ngày 6 tháng 1 phải được công bố và tin rằng tất cả toàn bộ video này sẽ trong đó sẽ cho thấy rõ ràng tổng thống Trump có vai trò như thế nào với những người theo ông và họ cho thấy là ông trước đó thì họ đã chỉ trích ông chủ tịch là mặt mặt người đoán chắc rằng sẽ giới hạn cái lượng người xem cho một số cơ quan truyền thông mà thôi như là tất cả ca và một là một số những nhân vật và đại diện pháp lý à, tuy nhiên thì à, nó chỉ diễn ra ở tại điện Capitol và điều này cho thấy rằng là bà Green biết là cho biết là việc bằng hình sự hóa và tìm cách truy tố những gì xảy ra dưới uh, dưới thẩm của bộ tư pháp à, chúng ta đã tôi đã nói từ lâu MAGA không có làm điều này đó là lời phát biểu của bà ta. Bên cạnh đó thì quý vị, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang West Virginia đã lên tiếng và nói rằng chúng ta phải đến đi tới tận cùng của cái biến cố ngày 6 tháng 1. Đây là lời phát biểu của ông Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang West Virginia chúng ta phải đi tới tận cùng của cái biến cố ngày 6 tây tháng 1. Bộ trưởng tư pháp này có tên là Patrick Morrissey đã lên tiếng nói nói chuyện với đài truyền hình Newsmax sau khi mà cái đoạn video này được công bố và chúng ta phải đi tới tận cùng những gì xảy ra ngày hôm đó. Đây là điều quan trọng ông đã phát biểu như trên. Người dân Hoa Kỳ cần phải có đầy đủ và phải được biết tất cả những thông tin mà họ có thể có được và họ có thể tự đưa ra phán xét của riêng họ. Bởi vì những gì quý vị đang làm là cái ủy ban này rõ ràng đã tìm cách bỏ tù à, ngay từ lúc đầu và họ đã chuẩn bị sẵn một cái kịch bản ngay từ lúc đầu và tôi nghĩ đây là sự liều lĩnh của họ đó là lời phát biểu của ông và ông nói rằng chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm những người mà đã tìm cách dối trá với công chúng hoa kỳ và chúng ta cần phải kêu gọi họ và, và, và bởi vì đây là một cái à, họ phá hủy cái niềm tin của người dân và họ chuẩn bị đưa ra những cái tin tức định hướng sai lạc một thời gian khá lâu và trong ngày thứ sáu thì ông Johnson đã loan báo công bố tất cả những cái đoạn video này, ok quý vị đó là những cái gì mà chúng ta đã có được trong cái uh, trong cái uh, bản tin mà chúng ta đã có thì quý vị như vậy thì hai lời phát biểu của hai người này cho thấy là đã có dấu hiệu sẽ có một cái uh, có hai phần khác nhau một phần là cấp của liên bang một phần là cấp của tiểu, tiểu bang và địa phương quý vị cấp của liên bang thì bà Tyler Green đã chính thức yêu cầu ông Mike Johnson là phải thành lập một tân tiểu quỹ ban để điều tra lại cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 1. Và tất cả những sự dối trá che đậy của họ. Thì quý vị, tất cả những điều này nếu như mà ông Mike Johnson quyết định thành lập thì đây cũng sẽ là một cái hình sự hóa đối với những kẻ ngồi trong cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 1 đã dối trá với công chúng Hoa Kỳ và cố tình định hướng công chúng Hoa Kỳ cho mục đích chính trị và loại trừ đối thủ chính trị. Đây là một trong những cái đầu tiên mà chúng ta thấy được từ cấp liên bang của Hoa Kỳ. Có nghĩa là ở cấp liên bang thì nếu thành lập được cái tiểu ủy ban này thì họ sẽ bắt đầu tổng hợp lại tất cả và họ cho tống trác tất cả những nhân chứng kể cả những người đã từng ra điều trần dối trá ở trên cái sàn hạ viện trước đây dưới cái ủy ban ngày 6 tháng 1 và kể cả những nhân vật nằm trong ủy ban này gồm một số dân biểu đã à, không còn là dân biểu và một số người vẫn còn đang là dân biểu bên phía Đảng Dân Chủ thì vẫn còn nguyên si bên phía Đảng Cộng Hòa thì hai nhân vật nằm trong quỹ ban này là bà Lee Cheney thì bà này đã bị thất cử và bây giờ đang làm giáo sư dạy học ở tại Virginia và người thứ hai là ông Kissinger ông này là một kẻ chống trầm trong Đảng Cộng Hòa và ông ta đã từ chối không tái tranh cử hồi năm 2022 thì quý vị họ nếu như mà phía bà Tyler Green đề nghị mà ông Mike Johnson đồng ý thì sẽ lập ra cái quỹ ban này. Và đương nhiên sự phản đối quyết liệt nhất sẽ đến từ đảng Dân Chủ và đặc biệt kẻ mà thúc đẩy cái lời lên tiếng và yêu cầu điều tra này sẽ là Nancy Pelosi bởi vì chính bà ta đã form, tức là chính bà ta đã lập ra cái quỹ ban ngày 6 tháng 1 và cố tình định hướng quỹ ban này theo cái hướng để loại trừ và tạo ra những cái căn cứ pháp lý giả tạo để loại trừ ông Trump ra khỏi cuộc tranh cử và loại trừ ông Trump ra khỏi chính trường Hoa Kỳ. Mục tiêu của Nancy Pelosi chính là điều này. Thì quý vị, nếu tôi nói nếu như Mike Johnson đồng ý, tôi chưa biết là ông có đồng ý hay không bởi vì tôi biết được cái hướng đi của Mike Johnson. Ông chủ yếu là duy trì cái tinh thần bảo thủ ở tại Hạ viện nhưng đồng thời ông đã đưa ra một cái chiến lược mới buộc phía Đảng dân chủ phải tuân thủ tất cả những cái quy tắc mới của quốc hội và trong đó chủ yếu là phục vụ cho người dân. Còn nếu như mà bà Tyler Green đưa ra điều này mà nhiều thành viên của Đảng ông ôn hòa, thuộc phái ôn hòa, họ xem đây là một hành động trả thù chính trị thì chưa chắc họ đồng ý. Nhất là ông Mike Johnson. Ngày hôm qua thì ông có tới thăm ông Trump rồi. Nhưng mà việc thăm ông Trump và gặp ông Trump ở Malaga thì họ sẽ thảo luận về việc hỗ trợ cho Đảng Cộng hòa thắng được và duy trì cái quyền đa số ở Hạ viện thôi. Quý vị, tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là lời yêu cầu của bà Taylor Green chưa chắc đã được đồng ý, mặc dù nhóm Freedom Caucus có thể ủng hộ cho bà, gồm 20 dân biểu thì họ có thể ủng hộ cho bà, nhưng những người còn lại liệu họ có đồng ý hay không? Tại vì trong mắt của người dân Hoa Kỳ nếu mở lại cái quỹ ban điều tra cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 1 thì quý vị đó sẽ là một cái cuộc được xem là một cái cuộc trả thù chính trị do đó chưa chắc họ đồng ý tuy nhiên nếu Mike Johnson thuyết phục theo một cái đường hướng khác thì có thể thuyết phục được những người ủng hòa đường hướng đó là đường hướng nào đó là Mike Johnson không có nói về cái vấn đề của ông Trump mà ông nói rằng những người bị kết án ở trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 có thể đã bị kết quán quan và chúng ta cần phải điều tra lại toàn bộ cái câu chuyện này để trả lại sự trong sạch cho những người nói lên tiếng nói của họ tại tòa nhà quốc hội trong ngày 6 tây tháng 1 và bây giờ bị kết án rất nặng nề. Thì quý vị, với những người ông hòa nếu đi theo cái chiều hướng này nếu đi theo cái chiều hướng này có thể họ chấp nhận tại vì họ biết được trong số hơn 1.001 người bị kết án có những người đã bị kết án một cách có chủ ý như là một cái lời răng đe đe dọa trừng phạt họ do đó nếu như Mike Johnson có quyết định thành lập một cái tân quỹ ban để điều tra lại quỹ ban ngày 6 tháng 1 chủ yếu là tìm kiếm và xác nhận những bằng chứng để lật đổ tất cả những cái bản án đã kết án với những người đã bị đã bị bỏ tù trong cái biến cố ngày 6 tháng 1 thì điều này có thể thuyết phục được. Do đó, tôi vẫn chưa biết trên sàn của Hạ viện, ông Mike Johnson có đáp lời của bà Tyler Green để thành lập một cái tiểu quỹ ban như vậy hay không. Thì quý vị, đây là cái phần thứ nhất mà chúng ta thấy được từ ở cái góc độ của liên bang về mặt pháp lý. Ở đây chúng ta không nói về mặt dư luận nữa. Dư luận thì tất cả mọi người xem và họ tự đánh giá lấy. Ngày 6 tháng 1 xảy ra chuyện gì? Ai đúng, ai sai như thế nào? mỗi một người dân Hoa Kỳ khi mà xem vào đoạn những đoạn video này đầy đủ không cắt xé họ sẽ có nhận định riêng về mặt dư luận còn các công ty truyền thông nó muốn khai thác kiểu nào là chuyện của các công ty truyền thông chưa chắc cầm viên được người dân Hoa Kỳ do đó đám công ty truyền thông không dám nhảy vào khai thác nhiều tại vì nó biết rõ nó biết rõ nếu mà đưa ra một cái kết luận bậy bạ chính họ bị cháy trước mặt công chúng thì quý vị, do đó về mặt dư luận chúng ta không nói được. Nhưng và về mặt pháp lý thì sao? Về mặt pháp lý nếu thành lập quỹ ban này thì đương nhiên Nancy Pelosi sẽ là cái kẻ thúc đẩy rất mạnh mẽ bởi vì bà ta là người kẻ chịu trách nhiệm sau cùng khi bà ta cố tình lập ra một cái quỹ ban để mang danh nghĩa là điều tra cái biến cố ngày 6 tháng 1 nhưng sử dụng tất cả những cái hình ảnh bằng chứng và ép nhân chứng khai theo ý của họ để đổi lại mua sự an toàn cho bản thân. Thì quý vị, họ đã ép nhân chứng khai theo ý của họ. Để mà những nhân chứng này phải bảo vệ bản thân không bị truy tố vân vân và vân vân. Do đó quý vị, cái quỹ ban này lập ra là có thể sẽ điều tra tới mức độ này. Và họ sẽ tống trác cho tất cả những người có liên hệ, kể cả những nhân chứng, kể cả, cả cảnh sát thủ đô, kể cả cảnh sát ở tòa nhà quốc hội, và ngay cả anh Denzi và cũng có thể bị tống trát và người ta sẽ đặt câu hỏi tại sao bà ta lại cản trở cái việc mà uh, sử dụng vệ binh quốc gia vân vân thì cái này hôm ngày hôm qua tôi có nói rồi thì quý vị về mặt pháp lý thì khi mà cái tiểu quỹ ban này mở ra thì sẽ điều tra toàn diện và nó mất rất nhiều thời gian có thể qua khỏi năm 2025 luôn nếu quỹ ban này bây giờ thành lập thì quý vị chúng ta chưa biết <laughs> tùy theo ông Mai trong ông muốn thành lập cái quỹ tân quỹ ban hay không và lý do đưa ra cái tân quỹ ban này là cái gì để tránh cho người dân Hoa Kỳ không xem đây là một cuộc trả thù chính trị tại vì nó sẽ làm cho uh, chia rẽ thêm giờ cái uh, quốc hội Hoa Kỳ chia rẽ thêm tinh thần đảng phái do đó tùy theo ông Mai Johnson đưa ra cái lý do gì thích hợp và thuyết phục hay không thì cái vị đó là cái phần của liên bang tuy nhiên liên bang chưa đủ liên bang là phần của liên bang thôi nhưng tiểu bang và địa phương họ có phần của họ nhất là những nhân vật của đảng cộng hòa bây giờ trong cái quỹ bang đó có 9 người 7 người của đảng dân chủ hai người của đảng cộng hòa và hai người của đảng cộng hòa sẽ bị tống trác bởi các cái bộ trưởng tư pháp của tiểu bang ví dụ bà lee Cheney, bà ta là dân biểu đại diện ở tại uh, wisconsin thì quý vị à, bà ta là dân biểu đại diện thì quý vị ở khu vực này là toàn bộ đảng cộng hòa và đảng cộng hòa đã từng à, đã từng à, bỏ phiếu và lên án bà ta trong cái hành động được xem là bà ta đã có những cái hành động mà người ta nói rằng là bà ta đã cố tình sử dụng cái biến cố ngày 6 tháng 1 để mà tri trét ông trump và để tiêu diệt ông trump thì quý vị họ đã loại trừ bà ta ra và sau đó bà ta tranh cử đã bị thất bại. Quý vị, bà Lee Cheney, thì bây giờ phía của đảng Cộng hòa ở tại tiểu bang này và bộ trưởng tư pháp ở tiểu bang này sẽ điều tra về việc bà ta vi phạm lời tuyên thệ. Tại bất kỳ một dân cử nào khi mà nhận chức ở trên Hạ viện, họ đều phải dơ tay tuyên thệ, làm việc cho quốc gia và giữ một thái độ à, được xem là... À, tuân thủ tất cả những quy tắc và làm những cái công việc được xem là, là hỗ trợ cho người dân bởi vì bà ta là đại diện tiếng nói của người dân nhưng bà ta đã vi phạm lời thề khi bà ta lợi dụng cái chức vụ này để tấn công một đối thủ chính trị và tấn công một nhân vật khác đặc biệt là ông Trump do đó về mặt tiểu bang thì bộ trưởng tư pháp của tiểu bang có thể mở một hồ sơ điều tra tống trác mời bà Lee Cheney lên thẩm vấn và sau đó họ sẽ mời những người xung quanh bà ta Kể cả những nhân viên dưới quyền của bà ta Những người vận động tranh cử cho bà ta Họ mời lên để họ thẩm vấn Để mở hồ sơ Thì quý vị điều này có thể xảy ra Và kể cả ông Kissinger Ông Kissinger là người thứ hai Nằm trong cái quỹ ban này Ông ta từ chối không ta tái tranh cử năm 2022 Nhưng Việc rút lui của ông ta cũng chưa giúp cho ông ta thoát được ông ta cũng sẽ bị tống trác tương tự. Và nếu như trên liên bang mà không làm, thì dưới tiểu bang các bộ trưởng tư pháp vẫn có quyền mở hồ sơ điều tra. Căn cứ trên cái lời tuyên thệ của họ khi họ có vi phạm lời tuyên thệ hay không. Và họ lợi dụng cái chức vụ đó như thế nào. Thì quý vị, phía tiểu bang sẽ điều tra nếu liên bang không làm. Và thậm chí liên bang làm rồi tiểu bang cũng làm luôn, tức là họ sẽ phải rất bận rộn, một mặt phải ra điều trần trước cái uh, tân quỹ ban của quốc hội, một mặt họ vẫn phải đi uh, ra điều trần với công tố viên mở hồ sơ điều tra về cái uh, lạm dụng chức quyền của họ và sự dối trá của họ, vi phạm cái lời tuyên thệ. thì quý vị họ tránh không được, bởi vậy tôi mới nói với quý vị là những kẻ này sẽ chạy trời không khỏi nắng. Có thể họ vượt qua được cái giai đoạn mà họ nắm quyền, nhưng tới khi mà họ đã mất quyền lực hoặc là họ đã rơi vào một cái thế yếu thì lúc đó tất cả những cái việc họ làm sẽ được phanh phui trước công chúng. Đương nhiên là với Nancy Pelosi thì khó lắm, trừ có liên bang mở ra thôi. Còn cấp tiểu bang thì chúng ta thua. Bộ trưởng Tư pháp của California hay là cư dân ở tại San Francisco chưa chắc đã làm chuyện này. Đối với phía dân chủ thì chúng ta chỉ trông chờ vào phía liên bang thôi. Chứ chúng ta không trông chờ vào phía tiểu bang. Phía tiểu bang là tùy theo mọi nhân vật đó và trong cái quỹ ban này quý vị thấy chưa? 7 người là của đảng dân chủ, hai người của đảng cộng hòa, nhưng hai người này là do bà Lotsi chọn. Và nếu như cái uh, phía liên bang mà phía quốc hội đồng ý lập ra cái tân ủy ban thì câu đầu tiên bà Nancy Pelosi phải trả lời là tại sao lúc đó chủ tịch khối thiểu số Hạ viện đã đưa danh sách hai người bà không nhận mà bà đưa hai người khác vào. Đảng Cộng hòa có một trăm mấy hai trăm người ở tại Hạ viện, tại sao bà chọn hai người chống trăm đưa vào? Tại vì hai người này là hai người chống trong thì quý vị, bà ta phải trả lời trước cái tân quỹ ban nếu được thành lập. Và thứ hai, tại sao bà không cho activate lực lượng vệ binh quốc gia? Và thứ ba, khi mà các bằng chứng đã được đưa ra, thì bà đã, đã giám sát kỹ những bằng chứng này chưa? Còn thiếu những bằng chứng nào bị che giấu lại mà bà không à, kêu gọi đưa ra? Quý vị, Tất cả những câu hỏi này sẽ dí vào cái vai trò của bà Nancy Pelosi. Lúc đó bà ta là chủ tịch Hạ viện. Bà ta là người quyết định thành lập cái quỹ ban ngày 6 tháng 1. Và quỹ ban này đã đưa ra nhiều kết luận. Và trong đó có nhiều người đã bị kết án rất nặng nề. Sau cái kết luận của quỹ ban ngày 6 tháng 1. Do đó quý vị căn cứ trên tất cả những điều này. Thì họ sẽ phanh phui ra và trong tiến trình mà những nhân chứng ra điều trần trước đó họ nói như vậy họ đưa tay họ tuyên thệ họ có bị áp lực hay không để khai ra những lời đó họ đổi lại những cái gì họ đổi lại không bị truy tố họ đổi lại sẽ được à, những cái lợi lộc gì để đưa ra những lời khai có lợi cho cái quỹ ban ngày 6 tháng 1 của bà Nancy Pelosi thì quý vị nếu như bên ông Mike Johnson mà đưa ra cái quỹ ban này Thì cái hậu quả của nó rất là khủng khiếp Có thể nói rất là khủng khiếp Không ai ước lượng được cái hậu quả như thế nào Là bởi vì nó sẽ là một cuộc đấu tranh gây gắt Giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ Đảng Dân Chủ sẽ dốc toàn lực Để bảo vệ cho bà Bà Loxy. Để bảo vệ cho bà Bà Loxy và những người Ở trong cái quỹ ban ngày 6 tháng 1 nhưng bù lại thì đảng cộng hòa sẽ dốc toàn lực tìm ra sự thật và đặt câu hỏi buộc tất cả chín thành viên ở trong cái quỹ ban này tại sao có những đoạn video không được công bố cho công chúng mà chỉ cắt xén những đoạn bạo động có lợi cho cái uh, cuộc gọi là điều tra này và họ sẽ cho mời cảnh sát trưởng của thủ đô lên họ đặt câu hỏi và ai là người ra lệnh để cảnh sát mở cửa tất cả những điều này tôi đã nói ngày hôm qua thì quý vị nếu như cái quỹ ban này được thành lập ra còn nếu như vì một lý do nào đó Mike johnson quyết định không thành lập một cái tiểu quỹ ban để điều tra thì việc này sẽ được trả lại cho địa phương các tiểu bang mà, mà ít nhất là phía của đảng cộng hòa là hai nhân vật đó sẽ được phanh phui và quý vị họ có thể bị truy tố khi mà họ vi phạm lợi thế khi họ vi phạm lợi thế thì lúc đó bộ tư pháp của tiểu bang sẽ truy tố họ bởi vì họ đại diện cho các cư dân ở tiểu bang do đó họ không thể vượt qua được cái ý nguyện của cư dân họ đã vi phạm cái lời cam kết với những cử tri của họ ví dụ như bà Lee Cheney ở à, à, tiểu bang wisconsin Wyoming chứ xin lỗi quý vị, bà là đại diện của tiểu bang Wyoming chứ không phải, không phải là Wisconsin. Sorry quý vị, ở Wyoming thì đúng hơn. Thì quý vị, những cử tri ở tại Wyoming có thể nộp đơn kiện, kiện bà vi phạm lời cam kết và bộ tư pháp của Wyoming sẽ mở cuộc điều tra. Nếu có đơn kiện từ các cử tri của bà và tôi tin rằng chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì ngay sau đó thì quý vị nhớ là đảng Cộng Hòa ở tại Wyoming đã đưa ra một cái census đối với bà tức là một cái lời uh, phê bình đối với bà và trục xuất bà ra khỏi đảng Cộng Hòa ở tại Wyoming rồi uh, sau đó bà ta đã thua cho bà Hachati bà ta thua một cách thê thảm luôn thua tới 40% trong cuộc tranh cử và cuối cùng thì bà ta bây giờ đi dạy học ở tiểu bang Virginia thì quý vị nhưng Bà ta nghĩ rằng là những việc làm của bà ta Bà ta sẽ không chịu trách nhiệm Không có đâu Tại vì bộ trưởng tư pháp của tiểu bang Wyoming Sẽ mở hồ sơ ra Và lúc đó quý vị Những cử tri của chính bà Lee Jenny Ở trong cái district của bà Sẽ nộp đơn khởi kiện Cho rằng bà đã vi phạm lời thề Bà đã làm không đúng vai trò Và bà đã lạm dụng cái vai trò này Để mà mở một cái cuộc đà, Gọi là triệt tiêu chính trị đối với ông Trump. Bà ta đang ngồi ghế đó không phải là phục vụ cho 700.000 cư dân bà ta đại diện. Mà ta sử dụng cái lá phiếu 700.000 cư dân này để mở một cái cuộc tấn công chính trị cá nhân vào ông Trump. Do đó quý vị, những điều này nó sẽ xảy ra. Bây giờ ông già của bà ta là Dick Cheney cũng cứu không nổi. Cũng cứu không nổi. Đây là cái giá phải trả cho những kẻ sử dụng cái vị thế của mình cho mục đích chính trị Có thể bây giờ thoát được Nhưng vài năm sau chưa chắc thoát được Tôi đã nói với quý vị Vài năm sau chưa chắc thoát được Lúc đó quý vị còn nhớ Là bà ta làm làm mình làm mẩy Bà ta gọi là gần như là Duy trì cái vai trò bà ta là phó chủ tịch của quỹ ban mà Bà ta là phó chủ tịch của quỹ ban ngày 6 tháng 1 và bà ta đã định hướng tất cả những cái bằng chứng nào được đưa ra và bằng chứng nào cần phải che giấu lại. Thì quý vị, tất cả những điều này sẽ được phơi bày. Thì tôi đã nói, mặc dù liên bang chưa chắc làm được, nhưng còn có cấp tiểu bang nữa. Họ vẫn không thoát được. Và đây chính là một cái nét độc đáo của nước Mỹ, quyền độc lập của mỗi nơi. Quyền độc lập của mỗi nơi. Và nó không khác gì cái đám ở Georgia mà kiện ông Trump cả nó cũng lợi dụng luật tiểu bang để nó truy tố ông Trump tội lật đổ kết quả bầu cử. Thì y chang như vậy thôi quý vị. Công tố viên ở Wyoming cũng sẽ làm tương tự như vậy. Nhắm vào bà Lee Cheney. Mà lần này bà Lee Cheney không còn cửa. Là bởi vì bà ta không phải là ứng cử viên. Bà ta cũng không còn làm chính trị. Bà ta đi dạy học rồi. Cho nên bà ta không thể tri hô đây là động cơ chính trị được vấn đề là người ta giám sát lại hành động của chính bà ta lợi dụng chức quyền này như thế nào thân phụ của bà ta Dick Cheney cựu phó tổng thống của Hoa Kỳ cũng chả làm gì được cùng lắm là dùng thế lực của ông ta can thiệp cho những những kẻ quen biết với ông ta để mà gây ảnh hưởng thôi nhưng mà gây ảnh hưởng gì cũng không gây ảnh hưởng được cái nền tư pháp độc lập của tiểu bang nước Mỹ có sự độc lập ngành tư pháp của tiểu bang họ có sự độc lập riêng của họ và kết quả quý vị thứ nhất là dư luận Mỹ sẽ được phanh phui đầy đủ tất cả những yếu tố này và căn cứ trên những cái lời khai tống trác cho nhân viên của bà cho những kẻ vận động hành lang và vận động tranh cử cho bà sẽ phải khai ra lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ con người thật của Lee Cheney như thế nào của Kissinger như thế nào quý vị nó không dừng lại ở chỗ này tức là sự nghiệp chính trị của bà ta sẽ bị đốt cháy hoàn toàn. Cá nhân của bà ta có thể sẽ bị truy tố, đi tù. Đây là cái giá bà ta phải trả khi sử dụng cái vị thế của mình để tấn công người khác. Và bất kỳ một ai ở trên cái cái sàn quốc hội này sử dụng vị trí của mình tấn công người khác thì kết quả không tốt. Thì quý vị, tôi đã nói quý vị rồi là nước Mỹ này có một cái nét độc đáo không có gì thoát khỏi ánh mặt trời sớm hay muộn thời gian mà thôi thì lần này quý vị bộ trưởng tư pháp của West Virginia đã gợi ý có nghĩa là ông đã bắn tin cho bộ trưởng tư pháp của tiểu bang Wyoming mình biết hey nếu ở liên bang không làm thì tới phiên anh làm anh phải mang cái sự thật này ra cho công chúng Hoa Kỳ biết và công chúng Hoa Kỳ cần biết được những gì xảy ra sau biến cố ngày 6 tới tháng 1 Họ đã sử dụng cái quyền lực của họ khi mà họ kiểm soát lưỡng viện quốc hội, họ lạm dụng quyền lực như thế nào. Thì quý vị, tất cả sẽ được phơi bày Và đây chính là cái giá trị của nước Mỹ. Chúng ta chờ xem coi tiểu bang Wyoming và một số những tiểu bang khác có thực hiện cái tiến trình này hay không. Có thực hiện cái tiến trình mở cuộc điều tra này hay không. Mặc dù là thành viên của đảng Dân Chủ, nhưng lại nằm ở một tiểu bang Red State, thì cũng sẽ bị tương tự. Sẽ bị điều tra tương tự. Bởi vì cái hành động của họ trong cái ủy ban ngày 6 tháng 1 nó quá rõ ràng. Họ cố tình cho công khai những bằng chứng có lợi cho họ. Còn tất cả những bằng chứng bất lợi họ giấu lại hết. Và quý vị chúng ta sẽ chứng kiến một lần nữa một trận gọi là thư hùng rất lớn sẽ bùng nổ trong cái năm 2024. Bởi vì tất cả những cuộc điều tra này cũng sẽ trở thành công cụ chính trị để đả kích lẫn nhau của cả lưỡng đảng. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.